chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, mẹ mình đi tìm đồ chơi đây. Các bạn đi tìm đồ chơi cùng với Lộc Cute nha. Đi thôi, nào. Con tìm thấy đồ chơi. À, Lộc Cute tìm thấy cái gì đấy con? Dạ, ô tô cứu hỏa. Đâu? Wow, đây là xe ô tô cứu hỏa của Lộc Cute này. Nào, con đi nhặt lại đi, đi tìm đồ chơi cho nào. À, con nghe. Đâu? Đây. À, Lộc Cute đã nhặt được con ngựa nữa rồi các bạn ơi. Con ngựa. Wow, con gà chích chịch phải không? Đấy, các bạn ơi, đi tìm đồ chơi này. À, xe ô tô. Xe ô tô gì đấy hả con? Xe ô tô chở bê tông. À, xe ô tô chở bê tông à? Wow, Lộc Cute tìm được xe chở bê tông nha. Con còn thích không? Có. Rồi, con đi tìm xem có thấy gì nữa mà. Hàm mã. Con gì đấy? Hàm mã. À, Lộc Cute lại tìm thấy hàm mã. À, con tìm thấy mấy cái rồi? 1, 2, 3, 4, 5. À, con rùa. Lộc Cute tìm được con rùa màu gì nhỉ? Màu xanh dương. À, thế à? Vâng. Thế con đi tìm nữa xem có thấy không nha. Wow, khẩu súng gì mà đẹp thế? Khẩu súng của con năm ngoái. À, khẩu súng của con từ năm ngoái à? Vâng. Wow. Đi tìm tiếp rồi. Đi tìm tiếp à? À, con gì đây? Con gì nhỉ? Con gì? Con không biết. Con này là con gì? Con hổ. Con hổ. Con hổ màu gì nhỉ? Không phải con hổ. Không phải con hổ à? Con hổ làm gì qua cái chấm chấm đây? À, con hổ không có cái chấm chấm đấy á. Con hổ thì có cái này thôi. Thế con này là con gì? Con... Thôi con để vào luôn. À, thế thôi con để vào luôn hả? Thế bây giờ con đi tìm tiếp nữa không? Con có đi tìm tiếp nữa không? Có. Đâu, có thể... một chú ngái luôn. Chú này là chú gì nhỉ? Chú khổng long. Đâu, khổng long? Khổng long màu gì? Khổng long màu hồng nhưng mà chú đấy bị ngã luôn. À, chú đấy bị ngã luôn à? À, xe ô tô. Nọc tìm thấy cái gì đây nhỉ? Xe ô tô chở người. À, tìm thấy xe ô tô chở người á? Cái xe ô tô màu gì? Chở cát ạ. Xe ô tô chở cát à? Vâng. Đâu? Đây. Wow, Lộc tìm thấy nhiều đồ chơi thế nhỉ? Đi tìm tiếp à? Tìm thấy cái gì nữa không? Xe này là xe ô tô gì nhỉ? Xe ô tô năm ngoái của con. Xe ô tô năm ngoái của con à? Thế con có còn cái gì nữa không? Con chó. Đâu? Con chó đâu? Con chó đây. Con chó này là con chó màu gì nhỉ? Màu hồng. Con chó màu hồng à? Vâng. Giỏi thế nhỉ? Thế Lộc đi tìm đồ chơi hết chưa? Con tìm đủ đồ chơi của con chưa? Con tìm đủ rồi à? Đâu, xem nào. Đi về đổ ra đếm xem được nhiều chưa nha. Vâng. Lộc Cute chào tất cả các bạn nha.